Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cô chú, anh chị em đã quay trở lại với kênh Trai Đồng Bằng TV. Thì trong cái video này, Trai Đồng Bằng tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái câu chuyện của Gánh Hát 67, hai mẹ con dành nhà cho ở nhờ. Ngày hôm nay, tập đoàn Đồng Sở Hữu phải gọi là tổng tấn công, và đặc biệt là còn thuê mướn một số những cái người lên viết bài để nói xấu về những cái đêm diễn cũng như là cái khả năng ca hát của con gái ông Năm. Thì thật sự thì nói chung là họ cay cú và chỉ chờ đợi những cái phút giây này. Nó thật sự là bên phía là mẹ con nhà Cám thì dư tiền quá, đúng không? Làm những cái chuyện rất là mắc cười. Và đặc biệt là mới đây thì thuê một cái ông chú mầm long ông chú mầm long rau nhiều lên viết một cái bài viết cũng khá là dài. Nói chung là ông viết theo cái gốc gốc nghĩ của cái tem Đồng Sở Hữu. Và hiện tại bây giờ thì những cái nhân vật Đồng Sở Hữu đang chia sẻ khá là nhiều là viết bài để chê về cái giọng hát của con gái ông Năm đó. Thì ngay lập tức là rất là nhiều những là bạn bè đồng nghiệp của ông Năm cũng như là bạn bè đồng nghiệp của cái ông chú mầm long này và khán giả họ rất là bức xúc, và họ đã lên tiếng có cái ý kiến về những cái việc mà chê bai của những cái người này. Thì nói thẳng ra quý vị thấy là cái việc mà họ muốn đạp người này xuống và họ nâng họ lên cũng là một cái chuyện bình thường. Chúng ta thấy là thương trường thì nó như chiến trường, ở đâu cũng vậy. Ca hát thì nó cũng phải có là cạnh tranh. Thì họ thì lúc nào cũng cho mình là cái người ca hay hát giỏi mà, đúng không? Thì bây giờ sẽ đọc cái bài viết của cái ông chú mầm long này cho mọi người nghe. Và trước khi đọc thì cũng tặng một cái bài thơ của là các anh chị yêu thương con gái ông Năm gửi đến cho tem Đồng Sở Hữu và cái Gánh Hát 67. Đem chuông đi đánh xứ người, vậy mà vang tiếng mọi người yêu thương. Ai như ông cờ hó sạc già, hàm răng đã rụng đi ôm thùng tiền. Thì tại vì ông sạc răng đó là ông chia sẻ cái bài viết của là cái ông chú mầm long đó, giờ đọc cho mọi người nghe, rồi sau đó đọc một cái bài viết của bạn đồng nghiệp của cái ông chú mầm long đó đáp trả lại ông này cho mọi người nghe ha. Thì ông đăng lên, tại vì ông đăng lên á, ông chia sẻ cái bài viết của người đó, rồi ông còn chia sẻ cái bài thơ nữa. Ông chia sẻ cái bài thơ là đem chuông đi đánh xứ người, là mạo danh con người nổi tiếng để mang tai tiếng như vậy, yêu cầu coi lại đó. Bây giờ đọc, người ta đi hát chuyện cha người ta con người ta cũng hát cái chuyện bình thường, mệt quá mấy người này sao cứ nhoi nhoi hoài ha. Rồi ông chú mầm long với ông dày: có nhiều người nghệ thuật quan niệm nghệ thuật là van xin tình thương. Hôm qua tin cô ta đi hát bị chê đăng rất nhiều, vài đồng fan thân thiết nhắn tin hỏi tôi rằng có phải tôi biên tin này không. Tôi trả lời không, tôi không liên quan, tôi cũng chẳng biết tác giả. Tuy nhiên, tôi đồng ý kiến với những người chê giọng hát của cô ta kém. Tôi có nhắn tin với ba bạn về sự kiện này, đó là những người thân muốn xây dựng cô ta thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng họ không can dự vào sự việc. Xin nói thêm, tốt này không bàn đến chuyện thắng thua trong phiên tòa sắp tới, vì đúng sai chỉ những người nghiên cứu hồ sơ mới biết. Tốt này chỉ nói về tinh thần chuyên nghiệp trong nghệ thuật. Là bắt đầu nâng lên, nâng mẹ con nhà Cám lên và dìm cái Năm xuống nè. Đến đây tôi bổ sung thêm cái ý làm nghệ thuật bằng cách đánh vào lòng thương. Cô ta chưa từng thể hiện năng khiếu nghệ thuật, chưa từng dành thời gian rèn luyện cho hành trình lao động nghệ thuật, bỗng nhiên rơi vào một drama thế rồi,
một người viết bài lên thì lại trở thành một ca sĩ. Đó. Thì cái khúc này thì chúng ta ổng nói con gái ông Năm mà ổng không xem lại. Hiện tại bây giờ em nói thẳng luôn là cái vấn đề mà ca hát này nè, nó thật sự là nó như một cái nồi lẩu vậy anh chị. Có thể là một người đi tham gia một cái game show về là tự phong là ca sĩ, cũng có thể là một người tham gia cái chương trình về tự phong là nghệ sĩ, rồi cũng có thể là một cái người tự đăng MV lên ca hát rồi cũng phong mình là một cái ca sĩ được. Có rất là nhiều. Nhưng mà tôi chưa thấy cái ông chú này viết về những cái điều đó ha. Chưa thấy ổng bình luận về những cái điều đó. Ổng chỉ chăm bẩm vào cái drama này và ổng nói về cái vấn đề của con gái ông Năm. Thì chúng ta cũng đã biết rằng cô ấy chưa bao giờ nói mình là một ca sĩ, chưa bao giờ nói mình là một nghệ sĩ. Nhưng ở đây chúng ta nói tất cả những người chúng ta hay đi hát karaoke rồi mình mời người ta hát, người ta không hát mà nói gì, hát hay thì không bằng hay hát, đúng không? Hát dở hát hay gì, miễn khán giả người ta yêu thích được rồi. Đâu phải anh là cái người trau chuốt, anh có ăn có học anh mới được đi ca, anh mới được gọi là ca sĩ. Tôi không học nhưng mà tôi đi ca đi hát được, tôi vẫn là ca sĩ. Miễn tôi tự trong cái thâm tâm tôi dùng cái lương tâm để tôi ca thì tôi vẫn là một cái ca sĩ, mặc dù anh không công nhận cái chuyện của anh. Còn khán giả họ yêu thương tôi ca đó là cái chuyện của tôi ha. Ai phong danh ca sĩ, ai phong danh nghệ sĩ? Khán giả họ phong chứ ai phong, đúng không? Chỉ có những người mà nói thẳng là chưa bao giờ họ đi làm nghệ thuật, chưa bao giờ họ học trường lớp, nhưng mà khi họ ca hay, họ lên một cái chương trình, họ đùng về một cái người ta mời đi show ca hát tại vì người ta thích chứ không phải cần trường lớp ra học mới trở thành ca sĩ hay nghệ sĩ nha ông chú Mầm Long. Các nghệ sĩ ấy hát ở đâu thì chen em vô chương trình ấy, giọng em kém, hát lạc nhịp, đứng trên sân khấu còn quên lời, rồi hát xong thì những nói lời da diết đánh vào lòng thương khán giả. Nếu tất cả những nghệ sĩ đều chọn lối đi này thì chúng ta sẽ có một nền âm nhạc karaoke bậc thấp. Đó. Thì ý là ông chê á, ông chê, thậm chí là ông chê những người karaoke đâu luôn, ông chê hết luôn. Nói thật sự không có ai mà tự nhiên mà mới đi ra cái con đường nghệ thuật mà hát được liền. Nói thẳng bây giờ mày ca hay ca giỏi cỡ nào ca cũng phải dấp, mới ra rung thì cũng phải dấp tét. Cũng như con người mình mới sinh ra vậy, ai mà bước đi được liền thì cũng phải quá trình mới tập chập chững bước đi đi được, cũng phải dấp té. Thì làm sao mà một cái con người mà người ta mới bước chân vào nghệ thuật, mới bước chân vào ca hát mà ông đòi ca hay diễn giỏi được? Rồi ông hỏi những người mà người ta đó giờ người ta thành danh rồi, có khi nào mà người ta đi ca bị chửi không? Làm sao không có? Có khi nào người ta sai sót không? Làm sao mà không có được? Hãy nhớ tất cả đều phải có năng khiếu và hành trình rèn luyện gian nan mới có được sự công nhận. Em ấy vừa mới tập hát mà đẩy lên sân khấu để bán vé cho khán giả xem thì đó là tư duy nghệ thuật kiểu gì? Đó. Thì nếu mà ông chú Mầm Long này ông nói như vậy đó thì ông chú Mầm Long phải đặt luôn cái câu hỏi cho cái gánh hát 67, tại vì tôi nhớ không lầm là gánh hát 67 có 3 show. Và trong ba cái show đó thì có rất là nhiều những cái người mà tôi không biết tên. Không biết là họ có trau chuốt nghệ thuật hay là họ có đi học qua trường lớp hay không thì tôi không gành nha. Thì ông chú Mầm Long nên đi hỏi lại những cái người đó trước, xem họ có hay không, rồi mình hãy đánh giá về cái vấn đề con gái ông Năm. Nha, hỏi nếu mà ông đang nghiêng về hướng là cái nghệ thuật thì hỏi giùm tôi là gánh hát 67 đem cái thằng con của ổng lên là có qua trường lớp nghệ thuật không. Nha. Đừng có đi phân biệt cái kiểu đó. Ông phân biệt kiểu đó là ông sai rồi ha, sai. Nghệ sĩ mà không có khán giả thì cũng tôi, tôi đời cho dù đi học có cỡ nào cũng tôi. Mà người ta không phải là nghệ sĩ nhưng mà người ta ca, khán giả chạm vào trái tim của khán giả thì ok ha. Phân biệt kiểu này là xong rồi. Hãy nhìn xem tất cả những người chuyên nghiệp trẻ. Nói chung là đem ra ha, tất cả những con người nồi nhà ngồi đó, và những cứ mãi khai thác bi kịch gia đình, nhớ cha da diết thì ban đầu người ta cảm xúc chứ lặp đi lặp lại mãi thì nhàm.
bài hát hay được thần tượng trình bày mà hát liên tục người ta cũng chán, huống chi là hát không hay. Nhưng trong vụ việc này, nhìn lại những người đang dựng em lên thành ca sĩ, tôi mơ hồ nhận ra họ chỉ cần em vì drama hơn bản thân em. Danh tiếng cá nhân của họ có lẽ bán không được nhiều nhiều vé, cho nên cộng em vô để tạo sự thu hút đôi bên cùng có lợi. Lối làm nghệ thuật này thì chân chính, những người làm chân chính chẳng ai dính tới. Thiết nghĩ muốn chứng minh mình tốt, dừng lại việc giúp đỡ thì phát triển kênh bán hàng là đủ rồi. Có hôm nghe nói người ta thương mua hàng lên đến cả 100 triệu thu nhập, vậy là cao hơn nhiều người rồi. Còn nghệ thuật là ngôi đền thiêng liêng, muốn bước vô hãy rèn luyện đến khi nào xứng đáng. Mọi người thấy là họ là ghen tức cho nên là họ nói như vậy. Nói chung là con gái ông Năm thì cũng chỉ là một cái khách mời thôi. Đây là những cái vấn đề họ sân si, về cái câu chuyện ca hát của con gái ông Năm, và họ nhờ người này người kia để họ lên viết bài. Hôm nay là mình bàn về là cái vấn đề nghệ thuật thôi, chứ mình không có bàn về cái vấn đề mà tranh giành ha. Nói về vấn đề là nghệ thuật thì mình thấy là họ đã dập con gái của ông Năm, mà sau khi là có những cái bài đó thì có thể là họ đã nhờ vả hay là thuê viết gì đó thì mình không rành, nhưng mà thấy là họ đang phân tích một cách rất là khập khiễng. Nếu một cái người như cái ông chú Mầm Long này mình đang phân tích kiểu này là quá khập khiễng và áp đặt để cho một cái cô gái gọi đây là gọi là ăn hiếp á, đi ăn hiếp một cái người con gái. Tại vì nói chung ra là nếu mà ông nói như vậy thì em thấy rất là nhiều người mới tham gia game show thôi bây giờ ra ca hát đùng đùng cũng tài năng gì, đúng không? Em mới một vài người nổi tiếng ra, mới tham gia một vài game show nhảm nhí rồi bắt đầu ra rồi mở MV rồi ca hát múa đùng đùng đó, rồi cũng là ca sĩ cũng là diễn viên. Trời ơi trời, em phân biệt kiểu này thì thôi vứt rồi. Thì một bạn đồng nghiệp của ông chú Mầm Long đã có một cái bài để gửi đến ông chú Mầm Long như thế này: cô ấy chưa bao giờ tự nhận mình là hát hay, cũng chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ. Cô ấy hát bằng bản năng, bằng cảm xúc thật, và chứ chưa từng qua trường lớp nào. Với lại cô ấy chỉ mới dám hát và bước ra sân khấu vài tháng nay. Vì vậy chuyện cô ấy nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự khen chê là lẽ rất thường tình. Ai khen thì em đón nhận, xem đó là một lời khích lệ động viên, nhưng vẫn không ngừng cố gắng. Ai chê thì cũng cảm ơn và xem đó là động lực phấn đấu để rèn luyện giọng ca của mình ngày càng tốt lên thêm. Làm nghệ thuật phải học hỏi cả đời, đâu phải một sớm một chiều. Ai cũng biết điều đó. Mớm cũng không bao giờ có ý định làm ca sĩ chuyên nghiệp bởi hơn ai hết. Những người bên cạnh mớm đều biết khả năng của em ấy đang ở đâu và em ấy cần phải làm nghề nghiệp gì. Cô ấy đứng hát ở sân khấu đều không phải là nhân vật chính. Xung quanh là những nghệ sĩ ca sĩ đã có tên tuổi, có tài năng, đủ bảo đảm cho chương trình, đủ xứng đáng với số tiền vé mà khán giả đã bỏ ra mua khi xem. Còn cô ấy chỉ là khách mời, là con gái của cố nghệ sĩ đến giao lưu với khán giả của ba mình. Hát giao lưu với khán giả của ba mình, nói lời cảm ơn với khán giả của ba mình. Chưa có ai giới thiệu cô ấy là ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cả, nên đừng đánh tráo khái niệm. Những ai yêu thương thật lòng đều muốn em ấy có một cuộc sống bình yên, thu nhập ổn định, được thử sức với những đam mê của mình. Những ai yêu thương thật lòng đều rất vui vẻ đón nhận những lời khen chê ấy. Còn những ai làm ngược lại điều này, rất mong mọi người hãy sáng suốt nhìn nhận đó có phải là thật sự yêu thương hay không. Thì nói chung là người ta ghét thì người ta mới nói như vậy, chứ thật ra là ai yêu thương mà nói như vậy, đúng không chị? Người ta ghét, người ta cay cú, người ta tức, người ta mới có những cái bài viết như vậy thôi. Nhưng mà thật ra những cái người mà người ta nhìn vào, người ta cũng sẽ hiểu được cái vấn đề và người ta cũng thông cảm cho cô ấy. Và chắc chắn rằng là cái con đường nghệ thuật không phải là cái chén cơm chính của cô ấy rồi, đâu phải là cái chén cơm của mình. Bán hàng
nấu gia đình đó là cái chén cơm, còn nghệ thuật là chỉ là giao lưu, được các anh chị dẫn theo để tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp của ba rồi tri ân cảm ơn khán giả thôi. Vậy mà họ cũng đem lên và họ đặt cái vấn đề nặng, họ nói rằng là làm xấu đi, làm ảnh hưởng đi cái nền nghệ thuật. Ô, tôi thấy có nhiều người lên ca cũng chẳng ra gì, họ cũng khen đùng đùng. Thật sự là nói chung là hay hay dở là do khán giả. Có thể anh chê, có một mình anh chê, nhưng mà hàng triệu người ta thích, đó là cái chuyện của người khác ha. Đâu phải là bắt buộc là tôi bắt anh phải khen hay, hoặc là tôi bắt người ta phải chê. Đó là cái kiến riêng của mỗi người. Nhưng mà anh, tôi thấy anh là đàn ông mà anh đi so sánh, anh đi phân tích, anh đánh tráo về cái giọng hát của một cái cô gái mới vào nghề, mới đi ca hát cũng như hát giao lưu, phải không? Thỏa sức người ta thể hiện, nhưng mà anh cũng nên anh phân tích, anh nói cho được, thì tôi thấy là anh hơi bị sai rồi, anh quá sai rồi đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Anh sao không đi anh phân tích về cái con của bà Khọt Xèo đây, nó ca đó, anh lên anh phân tích cái giọng ca nó mà anh đưa nó lên chính trần mây thì thôi tôi cũng lại anh được rồi, anh chú mầm long rồi ha. Nói thật thì những cái con người này thì không biết là họ suy nghĩ gì mà có thể nói được như vậy, thì mình cũng không hiểu nổi anh chị ha. Kệ, nói chung là chia sẻ vậy để cho ông hiểu, để cho mẹ con cô Sáu rồi hiểu, chú Bảy rồi ông hiểu luôn. Ví dụ mình có hát hay, mình có trao chuốt, mình có ra học bao nhiêu năm, nhưng mà khi mình cái bài học đó, ở trong cái sách vở ra tới bên ngoài nó lại là một cái chuyện khác ha. Học vẹt, học và đi đôi với trắc nghiệm và đi đôi với thực hành, nó hoàn toàn khác nhau. Nói thì dễ nhưng mà tới lúc làm thì nó rất là khó, cho nên là nhiều khi mấy anh chị học cũng chưa chắc gì. Nếu mà nó thẳng ra bây giờ bỏ ra ca solo thì chưa chắc gì bằng những cái người nghệ sĩ ngoài đường phố đó, nó thẳng là như vậy. Tài năng thì nói chung bây giờ ai cũng có tài năng cả, mọi người đều có một cái tài năng và cái thiên phú riêng, một cái chất giọng đặc biệt, không ai giống ai được. Anh ca giống tôi được không? Sao được, đó là cái đặc biệt của người khác. Như vậy tôi cũng không ca giống anh được. Mỗi người đều có chất riêng, mọi người đều có một cái tài năng, khả năng riêng. Quan trọng là cái khả năng đó có được khán giả họ công nhận và chấp nhận hay không ha. Chứ không phải là qua cái bài viết của anh thì người ta sẽ trở thành một cái con người dở này kia nọ ha. Rồi, thì hôm nay là chia sẻ đến đây thôi. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và Đồng Bằng sẽ tiếp tục quay trở lại để chia sẻ trong những cái video sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cuối video thì em xin phép quảng cáo một số những sản phẩm trên kênh em đang bán đây. Kính thưa quý vị, thì trên tay em đây là tôm khô. Thì con tôm khô này được phơi khô từ con tép bạc sông, 100% thiên nhiên, không chất bảo quản, không chất tạo màu. Và con tôm khô này thì quý vị có thể ăn sống. Ăn sống được cho anh chị, không có mặn, rất ngon. Cũng như là mình nấu canh, rồi mình kho với thịt, rồi mình kẹp với củ kiệu, ăn rất là ngon. Thì 1 ký như thế này là 1,8 triệu. Thì trên tay em đây là một bịch nửa ký nha anh chị. Thì em bao ship toàn quốc cho anh chị luôn. Và tiếp theo thì đây, sản phẩm thứ hai đó là lạp xưởng. Lạp xưởng này là lạp xưởng ngon lắm nha anh chị. Thì một bịch như vậy là nửa ký, 1 ký là 250. Mọi người cứ mua về ăn thử, không ngon không lấy tiền nha. Đó. Tiếp theo nữa đây, cuối cùng đây là cái chai nước cốt nhào. Nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, tê bì chân tay. Thì nước cốt nhào này là trái nhào chính của mình. Mình ủ với là đường phèn, nguyên chất 100% nha anh chị. Đó, thì một chai như thế này là 300.000, bao ship toàn quốc. Thì quý vị có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên màn hình.